Đầu Gỗ Thành Quyên kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 5 năm 2020 dương lịch, tức vào ngày 18 tháng 4 năm 2020 âm lịch. Thì hiện tại chúng tôi vừa di chuyển một quãng đường từ La Xuyên, Yên Ninh lên tới khu đô thị An Huy thuộc thành phố Bắc Ninh. Thì chúng tôi vừa mới bàn giao hoàn thiện cho chú một bộ sập thờ Mai Điệu Chân 24 và một bộ cô đối công tư Mai Hóa Long hàng giáp vàng Đài Loan hoàn thiện cho chú Dũng ở trên khu đô thị An Huy thuộc thành phố Bắc Ninh. Thì đi vào đường nét chi tiết của bộ sập thờ này, có chiều dài là 2m17, rộng 1m07 và cao 1m17, chân 24, dạ tiền dạ ngang dày 5 phân, khuôn tranh 5 phân và ván mặt là 2 phân động. Và chiếc bàn trên nó có chiều dài là 1m27, rộng 61, cao 47, cũng là hàng Mai Điểu. Đấy thì vào bộ quân thư có chiều dài là 1m97, rộng 87 và dày 4 phân, chứ giáp vàng Đài Loan, và đôi có đố là dài là 1m97, rộng 28 và dày cũng là 4 phân. Thì với chất liệu chúng tôi làm cho chú là hoàn toàn bằng gỗ hương đá, hàng gỗ lạc đồng màu, dày dặn, hàng rất là đẹp nha mọi người. Đây là hàng Mai Điểu của cơ sở chúng tôi, rất là đặc công. Sẽ quay chi tiết cho mọi người nhìn thấy được đây. Ván mặt đấy ạ, 2 phân động luôn, hàng cực kỳ là dày đặc. Vần nén chiên, hàng rất là đẹp. Vần này cực kỳ là nổi nha mọi người. Và đây là một phần mặt ngang, cái ngang. Màu sơn ở đây thì chúng tôi phun sơn màu cánh da xa, rất là đẹp. Và đây, chiếc quân thư đấy ạ. Đấy, chữ Đức Kim Quang, da vàng Đài Loan hoàn thiện, đục tay thủ công 100%, hàng Mai Hóa Long. Ở bên này chữ là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Đây là tự hiếu tô niền Vạn Đại Bình. Quá là đẳng cấp. Hàng chúng tôi cam kết hàng trần trọi, dày dặn đồng màu, bộ lạc không dập nứt. Chúng tôi lựa chọn những thửa gỗ già, gỗ cho cái vân đẹp như thế này. Video clip tôi đang quay trực tiếp tại tầng 3 của nhà chú Dũng thuộc khu đô thị An Huy thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Đấy, ngoài ra thì chúng tôi cũng luôn luôn kỷ niệm cho khách hàng đặt hàng tại cơ sở chúng tôi một bộ đũa thờ và một chiếc tam cốc đẹp mắt hơn. Thế tôi sẽ quay tổng thể cho mọi người nhìn thấy được đây. Quá là đẳng cấp. Thì cơ sở chúng tôi sản xuất trực tiếp ra, không qua trung gian, nên đảm bảo là giá trị cả là cực kỳ hợp lý cho tất cả những quý khách hàng đặt hàng tại cơ sở chúng tôi. Để tìm mọi thông tin chi tiết thì kính mong quý khách hàng hãy liên hệ tới Đồ Gỗ Thành Quyên chúng tôi qua số điện thoại 0398949884 hoặc có địa chỉ làng nghề mộc La Xuyên Vàng thuộc xã Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Cảm ơn quý khách hàng đã xem video clip.